Mọi người ạ, làm món thạch chi hổ thạch bà đây mọi người ạ. Xin chào tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của Chiến. Hôm nay nhiệt độ rất cao mọi người ạ. Thì bây giờ Chiến cũng thử làm món thạch dưa hấu bỏ trong ngăn mát tủ lạnh để ăn, để giải nhiệt mùa hè. Thì Chiến cũng bắt tay vào thử làm món thạch dưa hấu này xem sao. Thì bây giờ Chiến cũng đã chuẩn bị dưa và một cái khay to này để Chiến cắt dưa trong này. Chiến nào ra vào đây xong Chiến xay cho nhuyễn và Chiến sẽ lọc lấy cái nước, xong rồi Chiến sẽ hòa vào cái nước Chiến nấu trộn vào cái bột làm thạch nha mọi người. Thì bây giờ Chiến sẽ bắt tay vào cắt dưa ra để cắt dưa, cắt đôi quả dưa này và nào dưa vào đây nha mọi người. Xong rồi Chiến sẽ xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố, rồi Chiến sẽ trộn đều, rồi Chiến sẽ bỏ cho nước thạch, Chiến sẽ đổ lại ở trái dưa này để cho nó đẹp hơn và nhìn thấy bắt mắt hơn. Làm như thế là giống như một quả dưa không hạt luôn mọi người ạ. Thì bây giờ Chiến sẽ bắt tay vào cắt dưa mọi người nha. Mọi người cùng làm theo Chiến nha. Bây giờ Chiến sẽ bắt tay vào cắt dưa nha mọi người. Cắt dưa để nào vào khay và bắt đầu sẽ trộn. Wow, mọi người nhìn này, hấp dẫn không? Đỏ có mọi người ạ. Thì bây giờ Chiến sẽ nào vào tất cả, xong rồi Chiến sẽ xay và Chiến sẽ lọc lại nữa mọi người ạ. chết xong. Có thằng em ăn xong mà đến hỏi cho coi xong chưa mọi người ạ. Tại vì Chiến cũng đã hẹn bọn trẻ hàng xóm đến chơi và để thưởng thức món thạch cùng Chiến. Nhìn hấp dẫn lắm mọi người ơi. Xong Chiến sẽ trộn đều và Chiến nhìn ngon lắm mọi người ạ. Chiến sẽ nào xong nó Chiến sẽ tí xay và Chiến sẽ trộn đều và cho nước thạch ở lại quả dưa này mọi người ạ. Thì Chiến sẽ để riêng mấy cái vỏ ở đây để tí Chiến trộn nước thạch đều với dưa này. Chiến sẽ đổ đều vào mấy nửa tại dưới này và sẽ bỏ vào tủ đông, chắc chắn là rất là ngon mọi người ạ. Lần đầu tiên Chiến làm món này luôn đấy, mọi người xem và ủng hộ cho Chiến nha. Để Chiến làm ngon không? Đây là thằng em hàng xóm ra ý tưởng này mọi người ạ, ra ý tưởng làm dưa thạch dưa hấu. Chào mọi người đi. Chào mọi người đấy. Chào tất cả mọi người đi. Đã chào rồi. Chiến đeo găng tay này cho nó vệ sinh một tí mọi người, tại vì vi khuẩn ở bàn tay rất là nhiều nên trong thực phẩm mình phải đảm bảo an toàn. Wow, nhìn đã quá. Tí cho Chiến bỏ trong ngăn mát cái đấy. Bỏ trong ngăn đóng, bỏ trong tủ lạnh á,
tại vì con nít ở đây đông nên chỉ mua đến 6 quả. 6 quả dưa mọi người. Để phân phát đại cho đủ người mọi người. Chứ không là là nóng không? Bố bật điều hòa luôn. Trong nhà đi. Vô nói chỉ nó bật điều hòa cho Bín ngồi. Thôi, bật điều hòa. Thế em đi quay clip mà đòi bật điều hòa ngồi cho mát mình ạ. Mọi người bây giờ chuyện đà nào dư hết đấy nha mọi người. Mọi người nhìn này, một thấu này luôn à, nhiều lắm. Bây giờ chuyện sẽ đi vào nhà để xáy cho nhuyễn để xong rồi chuyện sẽ trộn vào nước lắp thạch nha mọi người. Còn mấy cái dưa này chuyện sẽ vấn đề nguyên và chuyện sẽ đi xáy và sẽ đưa ra đấy và để vào những cái này và sẽ bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh để cho nó đông và mát và bắt đầu ra cùng mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với Chiến nha mọi người. Bây giờ Chiến sẽ đi xay. Mọi người bây giờ Chiến cũng đã vào xay xong rồi nha mọi người. Chiến cũng lọc hột rồi, lọc cái hạt lọc hạt dưa rồi nhưng có nhiều hạt non này lọc không được mọi người ạ. Thì thôi thì để vậy rồi thì những đứa trẻ ăn sẽ từ nó lọc ra. Thì bây giờ Chiến sẽ cho nước thạch vào trong này nha mọi người. Nhiều lắm mọi người ạ. Nhìn ngon lắm anh ạ. Để Chiến cho vào tủ đông nữa là cùng chúng ta. Có đổ nha. Đứng thứ gì có sao anh vậy? Nó nghiêng mình ạ. Chắc là phải cắt ở dưới cho nó băng đấy. Rồi, cắt ở dưới cho nó băng. Nó phải chạy mới nghe. Em không thích học bài à? Cái thằng này ở trong cái gì á? À, cái thằng này đó. Em không thích học bài à? Nó nói em không thích học bài. Em không thích học bài, em không thích ở lại. Đó. Nói kìa. Để. Nóng. Có nóng mới nghe. Nóng quá. Mọi người ạ. Làm món thách chi hổ thất bại rồi mọi người ạ.
lao mà nó không đông. Thì bây giờ thôi anh em mình sẽ ăn theo kiểu thất bại mọi người ạ. Thì giờ mọi người nha, bây giờ anh em mình sẽ ăn theo kiểu thất bại. Chứ món này mình làm lần đầu tiên mà như thế này thì cũng không đẹp mắt cho lắm, nhưng thì đành chấp nhận. Đây, bây giờ anh em mình mời tất cả mọi người nha, mời tất cả mọi người. Mọi người chứ ăn theo kiểu uống mọi người ạ. Ngon lắm ạ. Mời tất cả mọi người nha. Thật bá đó mọi người ạ. Thôi thì đành chấp nhận thường đau thôi, chứ 15 lần đầu tiên mà như thế này thì buồn quá. Mọi người xem thì vẫn ủng hộ cho Chiến nha. Yeah. Này, làm thạch đồng mà chỉ nó không đông mọi người ạ. Thất bại rồi. Thôi thì đành chấp nhận. Thôi mời tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Nó vẫn lành mọi người ạ, nhưng nó không đông. Tại vì Chiến bỏ trong ngăn mát nhưng nó vẫn lành nhưng không đông. Vẫn lành ha. Ăn thạch theo kiểu giống ăn cháo mọi người ạ. Húp. Vẫn lành ha. Tuy là nó không đông nhưng nó vẫn lành mọi người ạ. Giống như ăn sinh tố dưa hấu luôn mọi người ạ. Tại vì chiến bò trong ngăn mát nó hình như là nó chưa đủ cái gọi làm thạch nó đông mọi người ạ, nên nó chưa không đông được. Làm như thế này thất bại thì bây giờ chiến vẫn còn ở trong tủ á, thì chiến sẽ đi mua đá và sẽ cho vào, là xong rồi chiến sẽ mời mấy bọn trẻ hàng xóm. Làm món này chỉ làm lần đầu tiên luôn mọi người ạ, nên không thành công này. Này mọi người nhìn nước mọi người thì mọi người xem nhiều ủng hộ cho Chiến nha. Thì Chiến sẽ cố gắng làm tốt ở những video sau cho em. Video này thì hơi buồn mọi người ạ, làm món thạch để mời bọn trẻ mà những thất bại mọi người ạ. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Thì bây giờ Chiến sẽ xin kết thúc video tại đây. Thì chào tất cả mọi người, hẹn mọi người ở video sau nha. Chào tất cả mọi người.